Giuse, các giấc mộng của Pharao. Khi Pharao có hai giấc mộng khó hiểu, Giuse được thả tù để đến giải mộng cho vua. Hai năm sau, khi Pharao phục chức cho quan chức tửu, vua có một giấc mộng kỳ lạ rồi thức giấc. Ông lại ngủ tiếp và có một giấc mộng khác. Pharao rất hoang mang vì các giấc mộng, nên sáng hôm sau, ông cho triệu các thầy bói toán và các triết nhân Ai Cập đến, nhưng không một ai trong họ có thể giải mộng. Sau cùng, quan chức tửu của vua đứng lên nói, khi còn trong tù, thần và quan ngự thiện có những giấc mộng kỳ lạ. Một tù nhân người Hebrew đã giải mộng cho chúng thần và tất cả những điều anh ta nói đều đã thành sự thật. Lập tức Giuse được triệu vào cung. Sau khi cạo râu nhẵn nhụi và thay quần áo, cậu đến đứng trước mặt Pharao. Đêm qua ta có một giấc mộng nhưng không ai có thể giải mộng cho ta, Pharao nói. Nhưng ta nghe nói ngươi có tài giải mộng. Tôi không có quyền năng để giải mộng, nhưng Thiên Chúa thì có. Trong giấc mộng đầu tiên, Pharao kể, ta đứng bên bờ sông Nin, ta thấy 7 con bò béo tốt từ sông đi lên và bắt đầu gặm cỏ bên bờ. Nhưng rồi ta thấy 7 con bò ốm yếu, gầy còm đi sau. 7 con gầy nuốt lấy 7 con béo, nhưng sau đó chúng vẫn còn gầy còm. Rồi ta tỉnh giấc. Rồi ta lại ngủ tiếp và có một giấc mộng thứ hai. Pharao kể tiếp, ta thấy 7 bông lúa mẩy mọc ra từ một cây lúa, rồi thêm 7 bông nữa xuất hiện, là những bông lép và teo bị gió đông làm khô héo. Rồi các bông lúa lép nuốt 7 bông lúa mẩy. Ta đã kể cho các thầy bói toán nhưng không một ai biết giải thích. Thiên Chúa đã giúp Giuse giải mộng cho Pharao. Cả hai giấc mộng đều chỉ về cùng một chuyện. Giuse nói, 7 con bò mập và 7 bông lúa mẩy có nghĩa là 7 năm được mùa. 7 năm sắp tới sẽ được mùa, nhưng 7 năm tiếp theo sẽ xảy ra nạn đói đáng sợ đến nỗi 7 năm được mùa sẽ bị lãng quên. 7 năm tiếp theo sẽ được mùa, nhưng 7 năm kế tiếp sẽ là những năm đói kém khủng khiếp đến nỗi họ sẽ không còn nhớ những gì mà những năm được mùa trước đó. Giuse khuyên vua Pharao phải làm gì sau đó. Đức vua phải tìm một người khôn ngoan và đặt trông coi toàn cõi Ai Cập. Phải cử các quản đốc thu một phần năm số hoa màu trong 7 năm được mùa rồi trữ trong kho. Như vậy sẽ có đủ lương thực trong 7 năm đói kém xảy đến trên đất Ai Cập. Lời khuyên của Giuse gây ấn tượng với Pharao và các quan cận thần. Pharao nói với Giuse, vì Thiên Chúa đã cho ngươi biết ý nghĩa các giấc mộng, rõ ràng không ai thông thái hơn ngươi. Ta sẽ đặt ngươi cai quản triều đình, và mọi thần dân của ta sẽ nghe lệnh ngươi. Trên ngươi chỉ có một mình ta mà thôi. Rồi Pharao lấy ấn của mình xỏ vào ngón tay cho Giuse. Vua cho Giuse áo gấm và đeo kiềng vàng vào cổ anh. Rồi ông cho Giuse ngồi trên chiếc xe ngựa dành riêng cho quan tể tướng. Và hễ Giuse đi bất cứ đâu, lệnh đều được hô to, quỳ xuống. Bây giờ Giuse 30 tuổi và được mang tên Ai Cập là Javenath-Panea. Pharao cũng cho ông có một bà vợ tên là Asenath. Vậy là Giuse đã trở thành tể tướng Ai Cập.